Dạ, cô chú anh chị và các bạn, hôm nay mùng 1 Tết thì Thanh Vân có đến chùa Mẹ Nam Hải của chợ gạo Tiền Giang. Thì bây giờ thì Thanh Vân sẽ loại bên đây là có bán chim nè, chim để phóng sanh đó, Thanh Vân sẽ loại mua ít con. Đầu năm thì Thanh Vân đi trước là lại Phật rồi cầu sức khỏe bình an, thì sau đó là Thanh Vân có mua mấy con chim này đây, mình đi qua đây phóng sanh. Trước khi mà phóng sanh á thì mình xin nói vài lời cho cô chú anh chị và các bạn mình xích lại đây đi nha. Thì bây giờ đó là tại vì mùa dịch cho nên đó là mình đi cầu sức khỏe bình an cho gia đình mình trước, sau đó là cầu cho dịch bệnh này nó sớm giảm qua nhanh, rồi cho thế giới này nó được bình yên, trở lại cuộc sống yên bình như ngày xưa. Dạ bây giờ thì trước tiên Thanh Vân thả những chú chim này ra nơi sống tự nhiên hoang dã, được tung cánh bay tự do. Thì Thanh Vân nguyện Nam Mô A Di Đà Phật 6 lần ạ. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Rồi bay ra như về những cái nơi mà được sống tự do. Bay đi chúng đây không? Chúng đây à? Chưa có phát hiện ra cái cửa. Bắt rồi. Yeah.